giá xăng tiếp tục giảm mạnh. Giá xăng ngày 10 tháng 12 dự kiến giảm theo xu hướng thế giới. Theo tính toán, xăng E5 Ron 92 trong nước có thể giảm 1.500 đồng mỗi lít, xăng Ron 95 giảm 1.520 đồng mỗi lít. Trước khi điều hành giá ngày 10 tháng 12, dữ liệu từ Bộ Công Thương mới chỉ cập nhật giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore trong ngày mùng 6 tháng 12. Trao đổi với Dinh, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết giá xăng thế giới những ngày qua có xu hướng giảm mạnh. Vị chuyên gia dự báo nếu không tác động đến quỹ bình ổn, giá xăng E5 Ron 92 có thể giảm 1.500 đồng mỗi lít, giá xăng Ron 95 giảm 1.520 đồng mỗi lít. Trong khi đó, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel có khả năng giảm 1.150 đồng mỗi lít, dầu hỏa giảm 1.070 đồng mỗi lít và dầu ma du giảm 890 đồng mỗi kg. Ở chiều ngược lại, nếu cơ quan quản lý tăng trích lập hoặc giảm chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng sẽ giảm ít hơn nếu đúng như dự báo, giá xăng sẽ có lần giảm mạnh thứ hai liên tiếp. Trước đó, giá mặt hàng này đã tăng liền 3 tháng và lên đến mức cao nhất trong vòng 7 năm, chỉ còn kém đỉnh lịch sử vào ngày mùng 7 tháng 7 năm 2014. Trong vòng 1 năm qua, giá các mặt hàng xăng trong nước đã tăng tới 18 lần, giảm 4 lần và giữ nguyên 3 lần. Với xăng E5 ron 92 tăng tổng cộng 9.032 đồng mỗi lít, xăng ron 95 tăng 9.201 đồng mỗi lít, Hiện tại, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 trên thị trường ở mức 22.917 đồng mỗi lít, với xăng RON 95 là 23.902 đồng mỗi lít. Tại báo cáo mới nhất về tình hình trích lập, sử dụng và lại phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính cho biết tính đến hết quý 3 năm nay, số dư quỹ này chỉ còn hơn 824 tỷ đồng, giảm gần 300 tỷ so với quý 2 liền trước và thấp hơn 8.400 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Tính riêng quý 3, tổng số tiền các doanh nghiệp bán lẻ xăng, dầu trong nước trích quỹ bình ổn giá là 502 tỷ. Ở chiều ngược lại, số tiền quỹ phải chi ra để bình ổn giá mặt hàng thiết yếu này trong giai đoạn tháng 7 đến 9 là 803 tỷ đồng. Kết quả là số dư quỹ đã giảm từ mức 1.123 tỷ vào cuối quý 2 xuống 824 tỷ đồng đến hết tháng 9. Với việc quỹ bình ổn giá xăng dầu tiếp tục giảm trong quý 3, đây đã là quý thứ 4 liên tiếp ghi nhận giảm số dư quỹ, kéo dài từ quý 4 năm 2020 đến nay. Kể từ ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, tức là mỗi tháng điều chỉnh 3 lần. Thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Việc này sẽ giúp giá xăng dầu trong nước bám sát hơn diễn biến của giá thế giới, tránh tăng sốc và giảm chậm so với biến động của giá thế giới. Trong trường hợp giá xăng dầu biến động bất thường, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế xã hội, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định thời gian điều chỉnh. Còn nếu giá cơ sở tăng trên 10%, Thủ tướng sẽ quyết định biện pháp điều hành dựa trên báo cáo của Bộ Công Thương. Ngoài ra, công thức tính giá cơ sở mới cũng sẽ dựa trên giá và tỷ trọng của cả nguồn sản xuất trong nước từ các nhà máy lọc hóa dầu và nguồn nhập khẩu, chứ không còn chỉ phụ thuộc vào giá thế giới. Do đó, một phần thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT dựa trên giá cơ sở xăng dầu sẽ được cắt bớt, giảm áp lực lên giá bán lẻ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.